Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Flutibest được sản xuất tại Biodil Pharma. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Flutibest cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Flutibest: Fluticasone propionate 50 mcg. Dạng bào chế: Thuốc phun mù xịt mũi. Công dụng và chỉ định của thuốc flutibes Bệnh hen, viêm mũi dị ứng quanh năm và viêm mũi dị ứng theo mùa gây ra bởi lắng động dị nguyên trên niêm mạc mũi dẫn đến phản ứng quá mẫn tức thì. Các bệnh về da Eczema, eczema atopy, eczema tiết bã, eczema hình đĩa Viêm da, viêm da tiếp xúc, viêm da thần kinh Vảy nến, ngoại trừ dạng vảy nến mảng lan rộng Lichen phẳng, lupus ban đỏ hình đĩa Bệnh khác, Fruticacin propionat còn được dùng theo đường uống để điều trị viêm đại tràng loét. Chống chỉ định khi dùng thuốc flutibes. Tiên sử quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Nhiễm nấm ở vùng bôi thuốc. Loét ở vùng bôi thuốc. Herpes, thủy đậu. Không sử dụng thuốc với mục đích làm giảm co thắt phế quản cấp cho người bệnh hen không dùng làm thuốc đầu tiên để điều trị cơn hen nặng hoặc những giai đoạn hen cấp khác cần phải dùng những biện pháp mạnh. Không sử dụng thuốc vào niêm mạc mũi cho viêm mũi không dị ứng. Không sử dụng thuốc bôi ra cho trứng cá đỏ. Liều dùng và cách dùng thuốc Flutibes. Thuốc phun mũi để điều trị viêm mũi dị ứng theo mùa hoặc quanh năm. Người lớn, liều ban đầu khuyến cáo là 200 microgram trên ngày, 100 microgram cho mỗi bên mũi, Dùng một lần hàng ngày hoặc chia thành hai liều, dùng lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối. Sau một số ít ngày đầu dùng thuốc có thể giảm liều và duy trì ở liều 100 microgam trên ngày, dùng một lần. Tổng liều tối đa cho một ngày không nên vượt quá 400 microgam. Dùng thuốc cho thiếu niên và trẻ em trên 12 tuổi, liều ban đầu là 100 microgam trên ngày, nếu đáp ứng không đủ hoặc bệnh nặng có thể dùng liều 200 microgam trên ngày, sau đó giảm xuống 100 microgam trên ngày. Tổng liều tối đa cho một ngày không nên vượt quá 200 microgram. Trẻ em dưới 12 tuổi không nên dùng. Dùng kem hoặc thuốc mỡ để điều trị các bệnh về da. Bôi lên vùng da bị bệnh một lớp mỏng, một đến hai lần mỗi ngày, tùy theo tình trạng nặng hay nhẹ. Khi cần băng kín, phải rửa sạch vùng da cần bôi thuốc. Bôi thuốc rồi băng bằng loại băng thích hợp, có thể dùng miếng gạc nóng, ẩm. Không nên băng khi bôi thuốc cho trẻ em hoặc bôi trên mặt. Thuốc kem đặc biệt thích hợp với bề mặt ẩm hoặc xỉ nước và các nếp gấp của cơ thể. Thuốc mỡ thích hợp cho loại da khô, vết thương có vảy. Trước khi sử dụng thuốc, đọc kỹ và làm theo đúng những hướng dẫn sử dụng thuốc đính kèm với mỗi sản phẩm thuốc. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc Flutibes. Có thể gây suy tuyến thượng thận khi dùng lượng lớn thuốc và bôi trên diện rộng, dài ngày hoặc băng kín nên thận trọng khi dùng corticosteroid theo đường hô hấp cho người nhiễm lao thể ẩn hoặc hoạt động ở đường hô hấp. Vì glucocorticoid ức chế quá trình lành vết thương, những người vừa mới bị loét vách mũi, phẫu thuật mũi hoặc chấn thương mũi không nên sử dụng fluticasone propionate cho đến khi lành vết thương. Khi sử dụng thuốc trên da. Thời kỳ cho con bú, không nên bôi thuốc lên vú mẹ trước khi cho trẻ bú. Khi điều trị thuốc tại chỗ cho người mẹ cho con bú thuốc không gây tác hại cho trẻ bú sữa mẹ. Tác dụng phụ của thuốc Flutibes. Fluticasone propionate ít gây tác dụng phụ, nhưng như tất cả các corticosteroid dùng tại chỗ, thuốc có thể gây quá mẫn hoặc kích thích tại chỗ. Thường gặp ADR lớn hơn 1/100. Khi phun thuốc mũi, đường hô hấp, chảy máu cam, nóng rát mũi, nước mũi có máu, viêm họng, kích thích mũi và ngạt mũi khác, đau đầu. Khi sử dụng thuốc theo đường hít để điều trị hen. Đường hô hấp, nhiễm nấm candida họng miệng, kích thích họng, viêm họng, giọng khàn, ngạt mũi, viêm xoang, chảy nước mũi, đau xoang mũi, tổn thương ở miệng giống nhiễm candida, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên. Khác, đau đầu. Ít gặp, 1 trên 1.000 nhỏ hơn ADR nhỏ hơn 1 trên 100. Khi phun thuốc mũi, đường hô hấp, hát hơi, chảy mũi, khô mũi, viêm xoang, viêm phế quản, loét mũi, tổn thương vách mũi, khác, chóng mặt, bệnh về mắt, vị khó chịu, buồn nôn, nôn, nổi mày đay. khi sử dụng thuốc trên da, da, teo da, vân da, nhiễm khuẩn thứ phát, nốt sần, viêm da ở mặt, da nhạy cảm, ngứa, khô da, bỏng, kích ứng, viêm nang, mụn trứng cá trứng cá đỏ, giảm sắc tố da. Hiếm gặp, ADR nhỏ hơn 1 trên 1 nghìn. Khi phun thuốc mũi hoặc hít thuốc. Đường hô hấp, nhiễm nấm candida ở mũi và trên hoặc họng, co thắt phế quản. Khác, đục thủy tinh thể, glaucom. Khi bôi thuốc trên da. Nội tiết, suy vỏ thượng thận. Da, nổi ban, rậm lông, nhạy cảm. Nguy cơ tăng tác dụng phụ toàn thân và các phản ứng phụ tại chỗ nếu dùng thuốc thường xuyên, bôi trên diện rộng, hoặc dùng trong thời gian dài cũng như khi điều trị các vùng dễ bị hăm hoặc băng kín chỗ bôi thuốc. Hướng dẫn cách xử trí ADR. Hít thuốc, khi đường hô hấp tăng phản ứng, có thể gây kích ứng không đặc hiệu, vì vậy cần phải hít salbutamol hoặc terbutaline để thông thoáng đường thở trước khi hít glucocorticoid. Giống như với các thuốc khác điều trị hen dùng theo đường hít, có thể xảy ra co thắt phế quản có thở khó khẻ tăng lên ngay lập tức sau khi dùng fluticasone propionate. Nếu xảy ra co thắt phế quản sau khi dùng thuốc, phải điều trị ngay bằng thuốc giãn phế quản có tác dụng nhanh theo đường hít, ngừng fluticasone propionate và thiết lập điều trị thay thế. Nếu có dấu hiệu suy trục dưới đổi đến tuyến yên đến thượng thận như hạ huyết áp, buồn nôn, nôn, chóng mặt hoặc yếu mệt, nên ngừng thuốc hoặc giảm số lần dùng. Ngừng thuốc nếu thấy có kích ứng da hoặc viêm da tiếp xúc trong lúc điều trị. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Thời kỳ mang thai, khi cần thiết dùng cho người mang thai có bệnh về da, nên dùng hạn chế với liều thấp nhất. Sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc. Chưa có báo cáo cụ thể về ảnh hưởng của thuốc với người lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Tương tác thuốc Sử dụng đồng thời dạng thuốc xịt mũi fluticasone propionate với những corticosteroid dùng theo đường hít và trên hoặc theo đường. Toàn thân có thể làm tăng nguy cơ cường vỏ tuyến thượng thận và trên hoặc ức chế trục dưới đồi đến tuyến yên đến thượng thận. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Flutibest, đồng thời biết cách sử dụng Flutibest sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.